xin chào các bác ạ. Hôm nay em có hai con giải mã của Ma Ram. Một con là NA605 và con NA606. NA606 thì còn công suất thôi. Và đấy, con này là sản xuất năm 2020. Còn rất là mới luôn, đầy đủ phụ kiện. Con NA605 thì có điều khiển và dây nguồn. NA606 thì đọc trực tiếp ổ cứng luôn các bác. Trực tiếp ổ cứng 2 1 2T thoải mái luôn. Hai con tích hợp Spotify này. Giải mã thì cùng quang rồi. Đọc USB ổ cứng. Airplay, Bluetooth, Wi-Fi. Chất âm Mazam thì kết hợp với dòng đặc vàng này. Bác nào mua thì liên hệ em nhé. Liên hệ qua Zalo của em ạ. Đây, tới đây em xin kết thúc video. Cảm ơn các bác đã quan tâm. Xin chào các bác.